Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Hôm nay thì Thiện Tuệ có duyên trở về Chùa Giác Ngộ để chia sẻ Phật Pháp, và đề tài quý Thầy đưa ra và quý Thầy giới thiệu đến đại chúng, đó là liên quan đến những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái nạn tai trong đời của mình. Nhưng những cái nạn tai, cái khó khăn đó, nó lại bắt đầu từ những điều rất là bé nhỏ trong cuộc sống. Đại ý hôm nay trong cái bài Pháp này, Thầy sẽ nói về những cái nạn lớn trong đời mình, nhưng mà nó lại bắt nguồn từ những điều rất là nhỏ. Xin gửi đến đại chúng bài Pháp thoại hôm nay với chủ đề đại nạn bắt đầu từ những điều bé nhỏ. Mô Phật. Quý vị tu sáng giờ có vui không? Vui không ạ? Dạ vui. Cứ mỗi lần khóa tu tuổi trẻ, Thầy hay nhắc là tu gì thì tu, nhưng mà cuối thời khóa tu có cái gì? Có gì? Có chụp hình nha. Nhớ có khóa tu chụp hình. Hôm nay mình đi chùa, phải không? Hôm nay mình đi chùa, sau này già bớt đẹp, ta đóng ảnh treo khung, rồi đem khoe con cháu, năm xưa ta bị khùng. Vui thôi chứ không phải bị khùng. Mà có nghĩa là mình chụp những tấm hình trong lúc tu nó đẹp lắm quý vị. Thường thường quý vị để ý đi, lúc mình giận, lúc mình buồn á, lúc đó xấu lắm. Những lúc mà mình tĩnh tâm nhất, nhất là những lúc mà mình ngồi thiền á. Những lúc mà mình ngồi thiền, tĩnh tâm, miệng thì nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt mình buông thư á, lúc đó là một trong những lúc mình đẹp nhất đó quý vị. Cho nên các anh mà trong ban chụp ảnh á, phải canh me cái lúc đó mà chụp được những tấm đó là mình về mình in luôn. Mình in nhất là mình treo trong phòng mình á, những lúc mà mình sắp giận á, mình nhìn lên tấm hình đó để mình nhìn lại chính mình. Thầy kính thưa quý vị, làm trong một ngày khóa tu đi qua á, quý vị vào chùa làm sao á là khi đi về mình phải đem được cái gì về nhà nha, đem được. Không phải đem đôi dép của người ta. Ông đó, ông qua chùa, ông nghe quý Thầy giảng về cuộc sống vô thường, ông không có biết Phật Pháp. Hôm đó thấy chùa đông quá, qua dự lễ thì ông cũng qua. Nghe quý Thầy giảng về vô thường có đó rồi không, đẹp đó rồi xấu, rồi còn rồi mất. Ông tới, ông nhìn cái đôi dép đẹp quá, ông để lại đôi dép cũ của ông, mang đôi dép đẹp về. Ông vừa về, ông vừa gật đầu, đúng là quý Thầy giảng chính xác. Có đó rồi không, đẹp đó rồi xấu đó rồi đẹp đó. Rồi ông mang đôi dép mới ông đi về. Cuộc sống thật là vô thường. Không phải như vậy nha. Mà mình đem gì về? Đó là mình đem đạo lý, đem lời Phật dạy về. Thì Thầy cũng mong là qua cái bài Pháp này chúng ta cũng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, bắt đầu thay đổi từ những điều nho nhỏ. Có một nhà thơ nói một câu như thế này nè quý vị. Đó là dù đục dù trong, con sông vẫn chảy. Dù cao hay thấp, cây lá vẫn xanh. Dù người trần tục hay kẻ tu hành. Rồi sao nữa câu cuối ta? Dù người trần tục hay kẻ tu hành đều phải bắt nguồn từ những điều, rất nhỏ thôi. Có nghĩa là sửa từ những lỗi nhỏ. Khi mà nhắc về những lỗi nhỏ, Thầy có hai cái kỷ niệm. Lúc mà mới vào tu quý vị, mới vào tu mình hấp tấp vội vàng bợp chợp lắm. Đi thì đi vội vàng hấp tấp. Thì có một lần là lúc mà vô tu đâu có được xem tivi. 20 năm trước quý vị biết không có cho xem tivi, mà ở trong chân núi á. Lâu lâu Thầy mới cho xem một lần, mà thầy thích xem đá banh. Cái hôm đó có một trận đá banh hay quá, Thầy hồi tối nay Thầy cho con xem một trận. Quý vị biết mừng á, mừng cái chạy vô một cái xong Thầy để cho xem, Thầy không nói gì hết trơn á. Lát nữa ra Thầy nhìn con ra con coi dép con sao. Quý vị biết không, một chiếc nằm ở đây, một chiếc ở hướng đông, một chiếc ở hướng tây, một chiếc úp, một chiếc ngửa lên. Đó, cái xong mà Thầy nhìn là biết rồi, sửa lại đôi dép. Từ đó trở đi cho đến bây giờ luôn quý vị. Cho đến bây giờ mỗi lần Thầy đi vào đâu mà bỏ đôi dép ra là Thầy luôn xếp đôi dép nó thẳng. Luôn xếp đôi dép nó thẳng. Có một cái kỷ niệm, cái ấn tượng nào đó. Rồi có một lần là đánh răng. Đánh răng buổi sáng á. Buổi sáng quý vị biết cái giờ buổi sáng ngủ nó ngon lắm. Mà 3 giờ rưỡi phải dậy rồi. Giờ đó là thỉnh chuông là nghe chuông phiền não lên phơi phới chứ không có tan mây khói nổi cái giờ đó đâu quý vị. Nghe chuông xong là phiền não lên, mà giờ đó ngon quá. Mà nhất là giờ nào quý vị biết, nhất là những buổi sáng mà lạnh á, trời lạnh á, Trời, nó thiệt giờ đó nó không có dạy nổi đâu. Nhưng mà bây giờ thời khóa phải dạy, nhiều khi không dạy bị la. Dạy xong cái lật đật đó, thầy đó là lúc đó thầy cũng tranh thủ thời gian lắm. Có nghĩa là ngủ được phút nào hay khúc đó, phải không? Luôn luôn ấn đồng hồ trước chút xíu. Tại vì mình biết là mình tắt rồi sẽ còn ren cái nữa. Tại vì mình biết cái thứ hai mình mới dạy. Dạy cái thứ hai rồi quý vị biết không, vừa đánh răng vừa ngủ. Cái thời nhỏ đó vừa đánh răng là vừa ngủ. Ngủ xong chút xíu quý vị có nhiều lúc mà đánh răng, trong cái khoảnh khắc đánh răng mà thầy nhớ thầy ngủ được đó quý vị. Quý vị thấy hay không? Có người khen thầy hay luôn kìa. Đó. Nói xong khi mà lấy cái kem mà bóp cái kem ra đó, thì thay vì á, mình phải bóp từ dưới bóp lên. Thầy nói là con bóp cái kem không có chánh niệm. Đó là cái ấn tượng thứ hai của thầy. Sau này mỗi lần mà lấy kem đánh răng á, mình đều bóp từ dưới bóp lên. Nó có một cái, đó là những việc nho nhỏ thôi. Nhưng mà thầy của mình dạy cho mình là đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đang nghiêm. Những cái việc nhỏ nhỏ đó thầy nói sao kỳ vậy, thầy bắt mình làm như vậy. Có những việc lặt vặt mà thầy cũng bắt. Rồi nhiều lúc trong chùa đó, quý Phật tử mình cởi nút áo đó, quý thầy mặc cái áo mà ví dụ lên thời khóa tụng kinh hành thiền là mặc áo dài hoặc áo tràng, thì mấy chú thường mặc cái áo dài rất là nhiều nút, phải mở từng nút mà phải mở từ từ. Thì bữa nào mà canh không có thầy á, mở vài nút thôi, kéo ra luôn cho nó nhanh, phải không? Rồi treo lên, đến thời khóa mặc vô lại cho nó nhanh. Cái ý của thầy không phải là nhanh chậm, ý của quý thầy, của sư phụ dạy cho mình là gì? Con hãy mở từng hột nút đó trong chánh niệm. Thì chính khi mà mình mở từng hột nút đó trong chánh niệm, nó làm những việc rất nhỏ thôi, nhưng mà cái lớn ở đây là mình làm việc trong chánh niệm. Đó là mình làm việc trong chánh niệm. Thì thưa quý Phật tử, làm trong cuộc sống của mình đó, có nhiều điều chúng ta nghĩ làm là chúng ta phải làm những việc lớn, nhưng thật ra những việc lớn đó nó bắt nguồn từ những điều nho nhỏ. Trong kinh đó quý vị, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói một câu Pháp Cú thế này nè, là đừng có khinh thường việc ác nhỏ. Đừng khinh thường việc ác nhỏ, cho là nó không có cho kết quả hoặc là cho nó không có ảnh hưởng. Giống như là Đức Phật lấy ví dụ như giọt nước á, nó cứ giọt từng giọt rồi đến lúc nó cũng đầy. Thì mỗi lần mình cứ làm mà một việc ác nhỏ đến lúc mà nó trổ quả rất là nguy hiểm. Và Đức Phật mới, tại sao Đức Phật nói câu Pháp Cú đó? Là lý do á, thưa quý vị, là có một cái vị này có một cái tật xấu thế này nè. Ông ta thường quăng cái đồ, ví dụ như cái đồ là thường quăng lung tung hết, rồi để ảnh hưởng bị mưa nắng nó mục cái đồ nó hư. Thì cứ nói mà vị đó không có nghe. Khi nói hoài không nghe thì nó thành cái gì quý vị? Nó thành thói quen. Cái thói quen nguy hiểm lắm quý vị nha. Thật ra cái thói quen của mình đó là nó bắt nguồn từ những điều nho nhỏ trước đó. Ví dụ những điều nho nhỏ mình làm cái nó quen rồi, bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Khi nó thành thói quen rồi thì nó có thể chi phối được mình. Cho nên người ta mới có một câu hay lắm nè quý vị, cái danh ngôn nè, là cái suy nghĩ á, nó tạo nên hành động. Hành động nó tạo nên thói quen, hành động hoài nó thành thói quen. Thói quen rồi nó thành tính cách, và tính cách nó thành số phận. Tức là suy nghĩ nó thành hành động thành thói quen thành tính cách, và tính cách thành số phận. Tức là số phận buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ của mình, nó bắt đầu từ những suy nghĩ của mình. Đó, cho nên những điều nhỏ nhỏ đó, mình nghĩ rằng một suy nghĩ thoáng qua thôi, nó không ảnh hưởng. Nhưng mà để cái suy nghĩ đó một thời gian, nó thành luôn cái số phận của mình. Tức là nó thành luôn con người của mình, hạnh phúc, buồn, vui, khổ, đau bởi những cái suy nghĩ đó. Thì Đức Phật mới nói là những điều nho nhỏ đừng tưởng là nó không ảnh hưởng. Bắt đầu nó ảnh hưởng từ cái việc mà cái vị đó cứ quăng đổ thành cái thói quen như vậy. Hôm đó cái anh này, ảnh lái xe, ảnh lái taxi, chở khách tới cái chỗ đó xong, thì ông khách ông quên kêu rẽ phải. Thì vừa qua một chút, vỗ vai ông tài xế nói anh ơi rẽ phải giùm tôi. Vừa vỗ vai ông tài xế một cái, ông tài xế hét la lên, hốt hoảng vô cùng luôn. Cái ông khách ông nói ủa tôi kêu anh rẽ phải thôi mà làm gì anh hốt hoảng như vậy. Cái ông tài xế xin lỗi anh nha, hôm nay là ngày đầu tôi lái taxi. Thì ngày đầu lái taxi cũng đâu đến nỗi hốt hoảng như vậy đâu. Cái ông mới nói là thông cảm, mấy chục năm nay á, tôi cũng làm nghề lái xe mà toàn lái xe chở hòm không à. Lái xe chở cái hòm á quý vị. Hôm nay ngày đầu anh lái taxi thì ảnh cứ tưởng là, tại vì lái xe chở hòm đâu có ai vỗ vai đâu, phải không? Mà hôm nay vỗ một cái ảnh tưởng là có người trong đó vỗ, phải không? Dù là hôm nay đang lái taxi, nhưng mà cái người vỗ đó là một người, nhưng mà ảnh nghĩ ảnh đang lái xe chở hòm, vì đó là cái thói quen. Quý vị thấy chưa? Cho nên đó, thật ra mình tu là gì? Tu là mình làm sao để mình có thói quen mới, mà thói quen đó là thói quen tốt. Ví dụ như thường thường trước khi đi ngủ á nha, trước khi mà mình chưa có biết tu á, là trước khi đi ngủ mình làm gì? Muốn làm gì? Hả? Đó, bắt đầu là mình ngồi, mình bà tám hay mình xem tivi hoặc mình nghe nhạc hay cái gì là một chút, đúng không? Rồi bắt đầu mình chìm vào giấc ngủ. Còn bây giờ mình biết tu rồi, trước khi đi ngủ á, mình ngồi thiền chút, mình niệm Phật một chút, hoặc mình nghe Pháp một chút. Nói chung nghe Pháp mà quý thầy ru ngủ cũng được, không sao. Nói chung thầy cũng á, cảm ơn quý vị nhiều, quý Phật tử chia sẻ ban đầu nghe qua thì thật là hay, sẽ đi nghĩ lại đắng cay muôn phận. Con ngủ không được, con nghe thầy giảng cái con ngủ được luôn. Đó, thưa quý vị, thôi không sao, nếu mà thầy có thể ru quý vị ngủ mà đỡ uống thuốc thì cũng được. Thì rồi một câu pháp cứu khác Đức Phật dạy thế này nè: chớ khinh chê điều thiện nhỏ mà không làm. Thì Đức Phật cũng ví dụ như cái hình ảnh giọt nước đó, nó giọt từng giọt, nhưng đầy rồi á thì nó sẽ ảnh hưởng. Thì từng việc thiện nhỏ chúng ta cũng không bỏ. Tại sao Đức Phật nói câu pháp cứu này? Liên quan đến có một lần Đức Phật về cái nơi đó quý vị, thì các ông cư sĩ đó, ổng thành tâm lắm, ổng mới kêu gọi mọi người là ngày mai Đức Phật và Chư Tăng về cái khu này, cho nên mọi người cùng hùng phước để cúng dường trai tăng lên Đức Phật và Chư Tăng. Thì khi mà ông mang những cái ông đi tới từng nhà đó để mà người ta cúng dường, ông gom lại ngày mai cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng á, thì tới một cái ông này, ông làm cái nghề buôn bán, ông bán những thức ăn rất là ngon. Nhưng mà ông mới giận cái ông cư sĩ này, ông nói ông á, ông thỉnh cho nhiều vô rồi bây giờ đi nhờ người ta đóng góp. Ông có cái ý không tốt đó. Thì khi mà tới nơi ông á, ông cũng cúng. Quý vị biết không, ông cúng có chút xíu à, cho nên á, ông mới được cái biệt danh là trưởng khố chân mèo đó. Quý vị lên mạng tìm cái câu chuyện trưởng khố chân mèo là ông này, ông cúng có chút xíu à. Có những đại ý là lòng ích kỷ của ông cũng cúng, mà cúng chút xíu thôi. Thì khi mà ông cúng chút xíu, cái người cư sĩ đó mới để riêng cái phần của ông trong các cái phần cúng dường. Cái ông mới nghĩ là giống như si bụng ta ra bụng người, ông nói trời, chắc ông này ông ghim mình cái gì đây, ông mới để đồ ăn của mình riêng vậy nè. Cái hôm sau á, ông mới âm thầm, ông cầm một con dao trong người á, đi tới coi cái ông này cúng dường lên cho Đức Phật với Chư Tăng, cái ông này nói sao. Ai ngờ khi mà cúng dường Chư Tăng đó quý vị, cái vị cư sĩ này nguyện là con mong cái phước báo cúng dường này đến những người cư sĩ á, những người thí chủ cúng dường đây được mọi chuyện tốt đẹp. Thì trong đó có ổng. Thì ổng mới biết là thì ra mình hiểu lầm. Thì ổng mới tới, ổng sám hối, ổng xin lỗi cái vị cư sĩ này. Thì nhân Đức Phật biết câu chuyện này đó, Đức Phật mới khuyến khích là đừng có bỏ, dù việc thiện đó là việc thiện nhỏ nhất đó. Nhân duyên mà Đức Phật nói câu đó là vì câu chuyện của cái ông này. Còn trước khi Đức Phật của mình nhập Niết Bàn á, Ngài nói một câu thế này nè quý vị. Ngài nói là cuộc sống là vô thường, mọi cái là vô thường, hãy tinh tấn lên để giải thoát, chớ có dễ ngươi hoặc là chớ có dễ vui. Cái từ dễ ngươi hoặc dễ vui á, tức là gì? Tức là ba điều. Chớ có dễ ngươi hoặc chớ có dễ vui. Thứ nhất là không được khinh thường, dù một việc đó là một việc ác nhỏ. Thứ hai là không được bỏ một việc thiện, dù việc thiện đó là việc thiện nhỏ. Và thứ ba là khi mà chúng ta còn trong tái sanh là chúng ta còn khổ đau. Tức là trước khi mất, cái câu nói cuối cùng của Đức Phật là câu đó, là mọi vật đều vô thường, hãy tinh tấn lên để giải thoát, chớ có dễ vui. Chớ có dễ vui tức là đừng khinh thường một việc thiện nhỏ mà không làm, đừng khinh thường một việc ác nhỏ mà vẫn cứ làm. Và thứ ba là mọi hình thức tái sanh thì vẫn còn đau khổ, để hướng về con đường giải thoát, giác ngộ. Thì quý vị thấy đây là những lời của Đức Phật dạy cho mình. Đức Phật của mình đặc biệt lắm quý vị. Khi mà các oai nghi của Ngài đi á, Ngài không có đi quá nhanh, Ngài cũng không có đi quá chậm. Quý Phật tử biết tại sao không? Phật không có đi quá nhanh, Phật không có đi quá chậm. Tại vì khi mà Ngài giác ngộ rồi, tất cả từ nụ cười, ánh mắt, bước đi, lời nói của Ngài đều là độ sanh hết đó. Ngài không đi nhanh để làm gì? Tại vì nếu mà Ngài đi nhanh quá á, có những vị người ta thấy Ngài đi nhanh tưởng là Ngài muốn đi về sớm. Ngài cũng không đi quá chậm. Ngài không đi quá chậm để làm gì? Để người ta đừng có hiểu lầm là Ngài tới Ngài đòi về sớm. Ngài muốn ở lại. Ngài đi nhanh á, là sợ người ta hiểu lầm là muốn về sớm. Còn Ngài đi quá chậm, Ngài sợ người ta hiểu lầm là Ngài muốn ở lại. Cho nên Ngài không có đi nhanh, không có đi chậm. Ví dụ như quý vị, Đức Phật của mình á, khi mà Ngài nhìn một cái gì đó, Ngài không có nhìn liếc qua liếc lại như mình, quay qua quay lại như mình. Mà Đức Phật muốn nhìn cái gì là Đức Phật quay toàn thân qua Ngài nhìn. Rất là đặc biệt quý vị, quay toàn thân qua Ngài nhìn. Còn mình á, ai mà gọi mình một cái là sao? Nào, khỏi diễn tả mà tự biết rồi đúng không? Có nghĩa là đối với cuộc đời của Đức Phật là tất cả những oai nghi lời nói của Ngài đều là bài học cho chúng ta hết. Dù điều đó là những điều nhỏ nhất quý vị. Ở đây quý vị có nghe cái câu chuyện một cái thuyết gọi là thuyết hiệu ứng cánh bướm chưa? Hiệu ứng cánh bướm chưa? Năm 1972, có một nhà khí tượng học người Mỹ, ông ta trình bày trước các hiệp hội phát triển khoa học của Hoa Kỳ. Ông ta trình bày cái chủ đề là liệu một cái việc mà con bướm nó đập cánh ở Brazil có thể tạo nên một cơn bão ở Mỹ hay không? Quý vị nghe lạ không? Và tại sao ông trình bày trước ở Hiệp hội Phát triển Khoa học của Hoa Kỳ? Là vì năm 1961, trong một lần mô phỏng dự đoán về thời tiết, thì ông mới nhập các con số vào máy tính như thế này nè. Cái con số mà nhập máy tính cho đúng là 0,506127. Là nhập con số đó là đúng. Mà khi ông nhập, ông sai sót một con số là 0,506 thôi, chứ không có thêm 127. Vậy mà khi nó cho ra kết quả, quý vị biết không, hoàn toàn khác. Đó, từ năm 1961 là ông nhập vào trong một lần mô phỏng về cái dự đoán về thời tiết, là đáng lẽ phải nhập đúng con số là 0,506127, mà ông nhập là 0,506 thôi. Vậy mà hai kết quả nó khác. Cho nên từ đó ông mới đưa ra cái thuyết gọi là hiệu ứng cánh bướm. Tức là gì quý vị? Một cái sự vỗ cánh của một con bướm mà nó có thể từ bên trong Mỹ, mà nó có thể ảnh hưởng qua nước Mỹ, có thể tạo thành một cơn bão. Có thể nó không tạo thành ra một cơn bão liền, nhưng mà nó tạo thành cái gì? Một cái hiệu ứng, nó có sự liên hệ với nhau trong đó. Ở đây mà quý vị xem năm 2007 có một cái phim là phim nói về thuyết hỗn mang á. Đấy, trong cái tóm tắt câu chuyện như thế này nè quý vị, là có hai vợ chồng. Cái anh chồng là anh làm việc vất vả lắm, nên là cái người vợ rất là thương. Thì thương quá cho nên quý vị biết không, người vợ mới âm thầm thay vì sáng 5 giờ hoặc 5 rưỡi anh dậy đi, thì người vợ thay vì 5 giờ dậy, người vợ hẹn đồng hồ thêm 15 phút. Thôi cho anh ngủ thêm 15 phút. Quý vị biết sáng hôm đó sau khi anh dậy trễ đó, trễ 15 phút rồi, thì khi mà đi từ cái nhà của anh mà đi tới công ty là phải qua một chiếc phà. Trễ 15 phút phải đợi chiếc phà sau, gần 1 tiếng mới có chiếc phà sau. Khi chiếc phà sau rồi đó, tới công ty thì ngày hôm đó là ngày ký một cái hợp đồng rất quan trọng. Khách người ta chờ, người ta cho là mất uy tín, người ta bỏ luôn cái hợp đồng đó, là mất một cơ hội để cho anh thăng tiến. Khi mà vào trong công ty rồi sếp thấy anh làm việc như vậy, rồi cho anh nghỉ việc luôn. Rồi sớm 15 phút, trễ 15 phút là nghỉ việc luôn. Thì anh buồn quá, trên đường anh chạy về với cái tâm trạng buồn như vậy đó. Anh ta lại chạy xe với không có chánh niệm, tông trúng một người phụ nữ mang thai. Khi tông trúng một người phụ nữ mang thai, với trách nhiệm anh cũng chở người phụ nữ đó vô bệnh viện. Khi chở vô bệnh viện rồi anh cũng sắp xếp xong xuôi, anh đi về, anh để lại số điện thoại, có gì cần gọi. Về tới nhà, trong bệnh viện gọi về, nói người phụ nữ đó sinh con, cô vợ hiểu lầm, tưởng con của anh. Khổ chưa quý vị? Rồi vợ giận quá, bỏ anh luôn, mất nhà, mất vợ, mất con. Bây giờ làm sao đây? Làm sao để giải thích, chứng minh cho vợ đây? Đó không phải là con của anh đây. Anh đi xét nghiệm ADN. Khi đi xét nghiệm ADN, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Bác sĩ mới phát hiện anh bệnh vô sinh, không có thể có con được. Thì ra cái đứa con ở nhà không phải của anh. Rồi cầm tờ giấy mà đau lòng. Đó quý vị thấy chưa? Ý muốn nói cái gì? Một việc nhỏ thôi mà nó làm sao? Nó ảnh hưởng chưa? Đó, nó vậy đó quý vị. Có những chuyện bây giờ thầy nói, ví dụ như bây giờ quý vị đi về, quý vị đói quá, đói rồi, đói bụng quá, ai đó pha cho quý vị tô mì, nhìn thấy sợi lông mi, quý vị nói làm sao? Ăn nuốt vô không? Đó. Ví dụ lâu lâu mình ăn trong tô canh nó có con gì? Thực phẩm thêm con sâu nữa. Thì ăn đâu có nổi đúng không? Dù con sâu nó rất là nhỏ. Cho nên nó ăn cái tô mì đó, mình nói mi ơi mi, sao mi nằm trong tô mì, sao mi làm cho ta đau khổ dữ mi. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, dù đó chỉ là một cộng lông mi mà nó nằm ngay chỗ tô mì đó, vì ăn hết nổi rồi. Người chồng đi về nghe, người chồng đi về mà có một sợi tóc trên áo thì sao? Đó. Một sợi tóc thôi có phải đại nạn không? Đó, một sợi tóc thôi có phải đại nạn không? Đó, chỉ cần một sợi tóc trên áo của người chồng mà không đúng lúc, không đúng chỗ thì có phải đại nạn chưa? Hồi nãy có 15 phút thôi tan nát hết. Cộng lông mi không hết ăn tô mì. Rồi bây giờ một sợi tóc thôi, nhỏ không? Nhỏ. Nhưng mà có thể là tan nát gia đình. Và thầy nghĩ đây một câu chuyện này là quý vị có thể nghe rồi nè. Là cái cô này, cô học rất là giỏi. Cô học rất giỏi. Mà trong cái lúc mà cô học ở nước ngoài á quý vị, thì người trên cái thường là đi xe buýt đi học á, thì giống như là tự trả tiền bằng cái chân thật của mình. Tự trả tiền, tự tính tiền. thì cô mới sắp xếp làm sao đó giống như là cô né được, nhiều lần là trả tiền xe buýt lắm. Tuy nhiên trong đó có vài lần cô bị bắt về cái tính không thật thà đó. Sau này khi mà cô ra trường với một cái bằng rất là xuất sắc, ra trường xuất sắc lắm quý vị, nhưng mà cô đi xin việc ở đâu công ty nào cũng không nhận cô hết đó. Trong khi cô ra trường là một cái bằng rất là xuất sắc mà xin người ta không cho. Thì cuối cùng á, tới một cái công ty đó cô mới hỏi là với cái bằng xuất sắc của tôi như vậy tại sao không cho. Người ta mới nói luôn là trong cái hồ sơ của cô á, trong cái thẻ của cô nó lưu lại có 3 lần cô có cái vết nhơ. Đó là cô không có thật thà trong cái việc mà cô trốn tránh cái việc mà đi xe buýt không trả tiền. Tại vì lúc đó khi mà mua vé tự động thôi, thì lâu lâu người ta mới kiểm giống như là kiểm bất ngờ đột xuất thôi. Thì trong rất nhiều lần cô đi á, thì có 3 lần bị bắt. Và nó thành một cái vết đen luôn, sau này đi xin việc không được. Đó. Cho nên thưa quý vị á, thầy hay nói những cái điều nho nhỏ trong cuộc sống nó làm nên nhân cách của con người mình. Có những điều nho nhỏ thôi. Thầy nói ví dụ nha. Ví dụ như là khi mà mình viết bài hoặc mình đánh máy, hoặc quý vị lên Google tìm một cái gì đó, riêng bản thân thầy mà tới từ Phật hoặc từ Thánh á, là thầy luôn luôn viết hoa. Thầy soạn bài, có bất cứ cái gì mà cứ từ Phật là thầy viết hoa. Có những lúc quý vị biết không, soạn á, ý tưởng nó đang tung, nó đánh nhanh quá, mà sực thấy chữ Phật chưa viết hoa, phải lùi lại viết một cái, lòng nó mới an. Tại vì để làm gì quý vị? Cứ mỗi lần dù nó nhỏ thôi, nhưng mà để nó nhắc mình cái gì? Mỗi lần như vậy mình cung kính Phật, mà mình phải viết hoa cái từ Phật, hoặc là viết hoa cái từ Thánh. Đây là thầy nói cho những người Phật tử mà thầy thương. Thầy nói như thế này, đừng có nói Thánh nhầy nha con nha. Giỡn gì được chứ đừng nói từ Thánh nhầy. Tại vì Thánh á, là cái từ cao đẹp nhất trong cuộc đời này. Đức Phật cũng là một vị Thánh thôi, Thánh A-la-hán thôi. Biết là biết Phật tử không có ý gì đó, nhưng mà mình là Phật tử rồi, những cái từ đó là những từ tôn trọng nhất, cung kính nhất. Khi mình nói, khi mình viết, ngay cả khi mình viết nháp cũng vậy, cái từ đó phải là từ viết hoa. Đâu ai bắt mình đâu, không ai bắt hết. Nhưng mà khi mình làm như vậy đó, để làm gì? Để nâng lên cái sự cung kính, tôn kính Đức Phật trong tâm của mình. Hoặc là quý vị á, ví dụ như quý vị đi vào khách sạn, quý vị đi việc xa này kia, mình nghỉ lại khách sạn, mình trả tiền mà, thấy không? Nhưng mà trước khi ra cái khách sạn, quý vị xếp lại mùng mền chiếu gối cho nó đẹp, cho gọn lại. Bây giờ mình không xếp được không? Được, có ai nói gì đâu, tôi trả tiền mà, tôi có tiền, tôi có quyền. À, vậy cũng được. Nhưng mà chính khi quý vị xếp mùng mền gọn gàng, mọi cái trả lại như cũ á, là quý vị biết ơn cái nơi đó, đã cho mình ngủ một đêm ở đó. Rồi nếu mà được nữa, quý thầy dạy là trước khi quý vị đi ra khỏi phòng á, quý vị phải xá cảm ơn cái phòng này đã cho mình ngủ tối hôm qua một đêm an giấc. Hoặc cảm ơn các vị chư thiên ở đó cho mình gia hộ cho mình ngủ được một đêm an giấc nữa. Tức là những việc nó nhỏ không quý vị? Nhỏ thôi. Những bậc có trí quý vị ngủ dưới gốc cây một đêm, sáng mai dậy nghe, đi không nở không đành, bứt một cành hoa, bứt một chiếc lá ở nơi đó nữa. Tại sao? Cái nơi đó che chở cho mình qua đêm mà. Nên quý vị thấy những cái điều nho nhỏ, ví dụ mình đi trước cái người mà đáng kính trọng, quý vị chỉ cần cúi cái đầu nhẹ xuống thôi. Đó cũng là biểu hiện gì? Biểu hiện lòng cung kính của mình. Và rồi hoặc là quý vị khi mà nói chuyện, hoặc là khi ai đưa cái gì cho mình á, mình cầm hai tay thôi. Nó đẹp không? Nó rất là đẹp. Trên miệng mình cái từ cảm ơn, cái từ xin lỗi nó phải nằm lọng thành cháo, thành cơm cháo trên miệng mình mà bằng cái sự biết ơn chân thật nha. Tức là cái đó là cái gì mà nó thành cái thói quen của mình luôn, dù nó rất là nhỏ. Trong kinh đó quý vị, Đức Phật dạy thế này nè. Đức Phật dạy là có 4 điều trong đời này đừng có xem thường. Quý vị còn nhớ 4 điều đó không? 4 điều đó là gì nè? Con rắn nhỏ, rồi gì nữa? Đốm lửa nhỏ, hoàng tử nhỏ và chú tiểu nhỏ nha. Con rắn nhỏ không nên khinh thường. Nó nhỏ mà nó cắn có chết không? Rồi đốm lửa nhỏ, tại sao không nên khinh thường? Vừa rồi hồi nhớ có mấy vụ cháy rừng, nó bắt đầu cũng từ những đốm lửa nhỏ thôi. Cái này là gọi là hoàng tử nhỏ nè. Sẵn hoàng tử nhỏ thì kể vị nghe một câu chuyện. Quý vị có biết vua A Dục không? Vua A Dục là một vị vua mà sau này hộ trì cho Phật Pháp rất lớn. Trước khi vua A Dục quay về Phật Pháp á, ông là một ông vua có thể nói là bạo ác quý vị. Ông ác dữ lắm, ác luôn. Thì khi mà ông chưa có lên ngôi á nghe, ông thân hình không có được đẹp lắm. Mấy cái cô cung phi mỹ nữ á, ghét ông lắm. Cho nên ông ghim ở đó. Sau này khi mà ông lên ngôi rồi đó quý vị, ông mới tìm cách ông trả thù mấy người đó. Quý vị biết ông trả thù bằng cách nào không? Ông làm một cái vườn hoa, giống như một cái công viên, mà ông mặc định với những người làm trong công viên đó là gì? Vườn hoa này là vườn hoa có vào mà không có ra. Tức là vào là giết, không có ra. Và trong cái vườn hoa đó, ông trồng những loại kỳ hoa dị thảo, những loại hoa quý nhất á, ông trồng ở mép xung quanh. Còn cỏ dại ông trồng ngay trung tâm của vườn hoa. Đó. Thì quý vị biết mấy cái người cung phi mỹ nữ á, thấy sao? Chướng tai gai mắt, phải không? Nói cái này phải trồng ngoài chứ, sao trồng cái cỏ dại hay những cái loại hoa không quý trồng ở ngoài, cái loại mà quý phải trồng ở giữa chứ. Bắt đầu đóng có, ông mượn cái cớ ông giết. Ông nợ, ông nhớ lúc trước mà ghim tôi nè, đúng ha? Trước ha, nói xấu tôi ha. Đó, ông mượn cớ ông giết. Thì quý vị biết có đến một lần á, có một người tu của mình đi vào cái nơi đó. Đi vào xong á thì mặc định rồi là có vào không có ra. Thì cái vị này nói thôi bây giờ trước khi mà giờ tôi cũng chết, cho tôi sống thêm 7 ngày. Thì 7 ngày đó Ngài thiền định á, thì Ngài dùng thần thông để hóa độ vua A Dục. Sau này khi vua A Dục trở thành một vị vua ủng hộ Phật Pháp rồi đó quý vị, thì có một lần đó, ông cúng dường, ông lo cho chư Tăng Tam Bảo rất là nhiều. Thì có một lần ông đang trên ngai vậy nè, thì có một người em của ông. Người em này không có tin Phật Pháp và thường giống như cản trở ông vậy đó. Nói anh ơi, anh đừng có cúng cho mấy thầy ăn nữa. Cúng cho mấy thầy, mấy ông thầy ông sướng lắm. Nói vậy đó. Ông không nói gì hết quý vị. Ngay cái buổi mà đang lên chiều đó, ông mới xuống, ông cởi cái áo bào ông để lại trên ghế đó. Thì ông đi xuống, thì sẵn có những vị thần rồi tán thán, rồi ca ngợi, rồi tâng bốc cái ông em của vua A Dục lên. Ngay đó ông vui quá, ông lấy cái áo bào ông mặc vô luôn. Vua A Dục mới thấy thời cơ đã đến rồi, ra bắt tại trận. Cái áo này mà em mặc vô là em chỉ có chết thôi. Rồi, em muốn làm vua đúng không? Anh cho em làm vua, nhưng mà trong 7 ngày thôi. Trong 7 ngày đó vua A Dục sắp xếp cho ông ăn những món ăn ngon nhất, cho người hầu những người đẹp nhất hầu, cho ăn những món ăn ngon nhất và cho làm vua trong 7 ngày luôn. Rồi sau 7 ngày là em chết. Đó, quý vị biết không? Cứ hết một ngày, vua A Dục cho cái người gõ trống á, tung. Còn 6 ngày nha. Đó, nói còn 6 ngày. Đến ngày thứ 2, cho ăn ngon, cho người hầu, cho làm vua, tung. Còn 5 ngày. Quý vị biết á, đến ngày thứ 7 á, vua A Dục gặp em hỏi: em ơi, trong 7 ngày vừa rồi á, em được ăn uống mọi cái đầy đủ hết, em vui không? Vui gì hỏi anh, em nghĩ đến cái chết ăn không nổi. Thì trong 7 ngày vừa rồi có bao nhiêu người đẹp nhất rồi đó, hầu em nói em vui không? Vui gì nổi anh, hầu đẹp nhất mà em nghĩ 7 ngày sau em chết rồi, vui gì nổi. Trong 7 ngày vừa rồi em làm vua em vui không? Làm vua đứng đầu thiên hạ em vui không? Vui gì nổi anh, em nghĩ đến cái chết em vui gì nổi. Vậy em nghĩ coi, mình cúng cho quý thầy ăn, quý thầy nghĩ đến cái chết quý thầy tu, quý thầy vui không? Đó, ông hỏi ngược lại vậy đó. Em được làm vua nè, em được bao nhiêu người hầu kẻ hạ nè, em được ăn uống đầy đủ hết nè, mà em nghĩ đến cái chết em không vui. Huống chi mình cúng cho quý thầy bát cơm để quý thầy ăn, mà quý thầy nghĩ đến cái chuyện sinh tử, quý thầy vui không? Sau đó ông hóa độ cho người em. Nên quý vị thấy á, có những cái câu nói đơn giản thôi nha. Một hoàng tử nhỏ đó, lúc trước một hoàng tử nhỏ thì ai biết ông là sau này ảnh hưởng như vậy đâu. Rồi thầy nói ví dụ như thứ tư là cái gì? Là chú tiểu nhỏ, đúng không? Mình thấy những chú tiểu nhỏ như vậy chứ đâu biết sau này là ai. Có thể là trở thành một vị hòa thượng, một vị thiền sư, một vị đắc đạo, ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến chú tiểu nhỏ, thầy có nhớ một cái câu chuyện thế này, mà có thể nói câu chuyện này là không còn trí tuệ nào hơn câu nói này nữa quý vị. Đó là khi mà cái chú tiểu này á, chú Sa-di này mới có 7 tuổi thôi, chú hầu thầy. 7 tuổi mà chú chứng A-la-hán rồi, là bậc thánh cao tột rồi. Hôm đó chú hầu thầy thì cái người thầy thì chưa chứng thánh, mới quăng cây quạt qua, làm thị giả quăng cây quạt qua. Mà lúc thầy quăng đó quý vị, thầy quên để ý đi, thì cái cán quạt á, nó rớt ngay, cái mắt của chú tiểu luôn. Và chú tiểu bị đuôi luôn một con mắt. Mà đặc biệt quý vị, chú im luôn, thầy cũng không biết luôn. Thầy cũng không biết là chú bị đuôi con mắt. Mấy hôm sau khi mà hầu thầy á, thầy nhìn chú thì thầy thấy tự nhiên một con mắt của chú không thấy đường nữa rồi. Không thấy đường nữa thì lúc này á, thầy mới xin lỗi chú. Nó là thầy xin lỗi con, thầy đã làm cho con bị như vậy. Quý vị nghe chú nói một câu thế này nè: lỗi không phải tại thầy, lỗi cũng không phải tại con, tại cái vòng luân hồi nghiệp duyên nó gây nên như vậy. Quý vị biết không, thầy mê cái câu này dữ lắm. Nhiều khi mình oan trái với một người nào đó, không phải người đó đâu, cũng không phải mình đâu. Tại cái vòng luân hồi nó gây lên như vậy, tại cái nghiệp duyên á, nó làm nên như vậy đó quý vị. Nếu mà nói đúng theo Phật Pháp là như vậy đó. Tại vì cái nhân duyên oan trái nghiệp duyên nào đó. Một câu nói của một vị Sa-di 7 tuổi mà chứng thánh rồi. Quý vị thấy trí tuệ không? Đối với chúng ta, khi mà ai đó mà gây đến mình đó, là cái người đó mình ghim trong lòng, đúng không? Sống sao? Sống không đội trời chung đó nha. Cho nên đó, thưa quý vị, là mà mỗi ngày chúng ta học Phật Pháp đó, là chúng ta thấy hiểu thêm về vấn đề để bắt đầu mình buông bớt những cái gánh nặng, những cái khổ đau. Thì có những điều nho nhỏ, ví dụ như Đức Phật dạy vừa rồi đó là chú tiểu nhỏ nè, hoàng tử nhỏ nè, rồi mà con rắn nhỏ nè, đốm lửa nhỏ, là nhỏ thôi. Rồi nữa quý vị, câu chuyện này là câu chuyện có thật. Có một lần có một vị ni sư kể, chùa ở cái vùng quê nghèo quá quý vị, đã nghèo rồi còn gặp cái eo. Quý vị biết cái tên ăn trộm này cứ canh đến giờ tụng kinh lên. Quý thầy, quý sư cô lên tụng kinh, nó vô chùa nó ăn trộm. Chùa có nồi niêu xong chả vì nó trộm riết, nó trộm hết. Nó trộm miết vậy đó mà cứ canh giờ tụng kinh lên ăn trộm. Mà bây giờ chẳng lẽ vì tin ăn trộm bỏ thời tụng kinh. Cái hôm đó sư mới kể là bữa đó lên ngồi tụng kinh đó, mới nói là trời ơi mong sao Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên sao dạy cho đứa này một bài học. Nhiều khi cho tay chân nó bị sao cho nó sợ thôi, khởi chút xíu niệm nha thôi quý vị, chứ thương dữ lắm. Mà bây giờ nhờ thương thì thương mà con cứ lấy nồi niêu xong chảo đâu mà trong chùa nấu ăn con. Ngày xưa nghèo mà. Quý vị biết không, sư đang tụng trong thời kinh đó, bữa đó đang trì đại bi, đang tụng. Có người nói, sư ơi sư, chùa mình cái tên ăn trộm mới nó lấy xong nó mới chạy ra ngoài, nó té gãy chân rồi sư. Chưa tụng hết thời kinh đâu quý vị. Sau đó sư kể lại câu chuyện này. Cho nên nó đâu đó một ý nghĩ của mình đó, hồi nãy quý vị nhớ không? Một cái đập cánh của con bướm thôi mà nó vẫn còn cái hệ quả. Một sai sót, một con số nhỏ thôi, nó cũng còn đó. Huống chi là một ý nghĩ của mình. Trong ba nghiệp á, có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, phải không? Thì cẩn thận từng ý nghiệp. Cái người mà đây là thầy nói về người tốt rồi nè, người biết tu rồi nè. Người biết tu á, mà bắt đầu là mới sơ cơ á, là ngoài cái giờ tụng kinh, nghe pháp, hành thiền, tu tập ra thì mình tha hồ làm ác. Có nghĩa là đến giờ tu thì vẫn tu, phải không? Gặp Phật thì tu, gặp ma thì đi theo ma. Đó, có nghĩa là đi chùa không? Đi. Nghe pháp không? Đi. Công quả không? Đi. Phụng sự không? Đi. Rồi đi nhậu không? Đi. Đi luôn. Có nghĩa là thiện thì cứ làm, nhưng mà hết cái giờ làm thiện rồi cũng đi, làm ác thì cũng đi. Mình lên một chút đó nghe không? Đến giờ công phu thời khóa thiền định vẫn làm, nhưng mà ngoài cái thời khóa đó ra tiếp tục làm các điều thiện khác nữa, là lên một bậc. Còn cái bậc cao á là không còn phân biệt thời khóa hay không thời khóa, lúc nào cũng sống chánh niệm tỉnh thức để giữ cái tâm của mình trong trạng thái tỉnh thức chánh niệm hết. Đó. Thưa quý vị, thì có nghĩa là những vị mà càng tu sâu là từng ý niệm, là các ngài đã theo dõi từng ý niệm rồi. Câu chuyện là như thế này quý vị. Có một anh ăn xin. Thì anh cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng mà anh thấy đi làm cái đồ khó khăn mệt quá, anh không có đi làm, anh đi ăn xin. Hôm đó có một cô gái với quý vị, cô bán hoa hồng. Sau khi bán xong cô dành cho anh một bó hoa hồng rất là đẹp. Sau khi mà tặng cho anh bó hoa hồng đó về á, anh mới sắp xếp để trưng cái bó hoa hồng đó vào một cái bình hoa cho nó xứng đáng. Thì quý vị biết về nhà cổ chỗ anh ở, anh không có dọn dẹp gì hết trơn, lung tung dơ lắm. Vậy bây giờ để trưng cho nó xứng đáng thì phải đi rửa cái bình. Sau khi đi rửa cái bình xong thì đặt lên cái bàn cho nó xứng đáng. Thì bây giờ muốn đặt cái bàn xứng đáng, cái bàn nó dơ quá, thì phải dọn dẹp cái bàn cho nó xứng đáng. Dọn dẹp cái bình, dọn dẹp cái bàn, trưng lên xong anh ra cái gương, anh nhìn vô anh nhìn, ủa mình cũng đâu đến nổi tệ đâu. Giống như mình mỗi sáng quý vị dậy, quý vị hãy nói một câu gì. Mỗi sáng ta thức dậy, ta nhìn vào trong gương, bỗng nhiên ta hốt hoảng, ôi thật là dễ thương. Em đẹp theo cách của em mà, thấy không? Thưa quý vị nghe, thường thường á, người ta khen mình đẹp mình vui lắm. Khen mình xấu là người ta cà khịa mình, người ta nói xấu mình đâu có vui đâu. Thôi mình tự chế tác cái niềm vui hạnh phúc cho mình. Anh nhìn qua anh thấy, Sao mình như vậy cũng đâu đến nỗi đâu, sức khỏe cũng còn, niên trai tráng cũng còn, đâu đến nỗi tệ đâu, tại sao đi ăn xin? Cuối cùng anh bỏ cái nghề anh xin, anh mới đi làm. Sau này anh cố gắng anh làm, anh dư được một số tài sản quý vị, anh mới dành một phần tài sản đó đó, anh mới tới anh tặng lại cho cô gái đó. Cảm ơn vì nhờ cô gái đó tặng cho anh một bông hồng thôi mà anh thay đổi cái nghề của anh luôn. Cho nên có những điều trong cuộc sống nhỏ nhỏ thôi. Cô gái này đi vào trong công ty làm việc quý vị, cô ta có một cái rất là hay là cô vào á, là cô đều chào bác bảo vệ á, vào chào bác bảo vệ rồi đi làm. Thì hôm đó lạ là khi mà công nhân về hết rồi đó, công nhân người ta về hết rồi, mà bác bảo vệ sao chưa có thấy cái cô này ra chào. Thì khi mà bác thấy có cái chuyện gì linh cảm là lạ thì bác mới vào trong, bác tìm, bởi vì biết trong cái phòng đông lạnh đó. Thì khi mà vào phòng đông lạnh xong nó rớt cái chìa khóa thì sao mở ra không được. Thì bác mới vào đó bác cứu cô, lúc mà cứu cô ra là chỉ trễ chút xíu là cô chết rồi. Cũng chỉ vì một lời chào đó quý vị. Mà bác nhớ. Cho nên nó thưa quý vị là cái người nào đưa quý vị cái gì đó quý vị nhớ cầm hai tay nha. Đừng có nghĩ bạn của mình nói khác. Bạn của mình cũng cầm hai tay. Bây giờ Phật tử của thầy và đưa thầy cái gì thầy cũng phải hai tay. Đó là sự trân trọng. Huống chi là thầy mình, cha mình, mẹ mình, không? Người bạn của mình đưa cho mình cũng cầm hai tay. Mở miệng ra là đừng bao giờ mình nói tục. Nó thành cái thói quen chứ. Nó là nhỏ thôi, nhưng mà nó riết nó thành thói quen. Đó, tặng có một cành hoa hồng thôi đó mà thay đổi cuộc đời đó quý vị. Quý vị có nhớ Đức Phật của mình không? Trước khi Ngài mà Ngài mất á, nó theo đời là trước khi Ngài mất á, là Ngài khát nước. Ngài nói với thầy Anan, con đi tìm nước cho Như Lai uống. Quý vị biết thầy Anan đi tìm nước cho Đức Phật, cái lúc này là không có nước trong. Giống như có một vũng nước mà nó đục quá, thầy Anan không có lấy nước và để cho Đức Phật khát nước. Rất là lạ quý vị. Đức Phật mình là bậc chánh đẳng giác, là cái phước báu của Ngài là nếu mà Ngài muốn uống nước đó nha, là bình thường thầy Anan cũng nhớ luôn, Ngài muốn uống nước là xuống múc nước ở trong mà, cái phước của Ngài nó khiến vậy đó. Nhưng mà tự nhiên lúc đó thầy Anan quên. Mà quên do đâu quý vị hiểu không? Quên là do cái nghiệp của Đức Phật á. Cái nghiệp nó trổ ngay lúc đó đó. Trong tiền kiếp của Ngài không quý vị, có một lần có con bò chuẩn bị uống nước mà cái nước nó đục. Thì tâm Ngài tốt nha, chuẩn bị uống nước xong cái Ngài cầm cái mũi của đó, sợi dây á, Ngài giật ra không cho uống. Nước này đục tốt mà. Vậy đó quý vị, mà khi mà cái nghiệp nó trổ nên khiến cho Ngài Anan quên chuyện đó luôn, rồi Ngài cái khát nước trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn đó quý vị. Rồi có những lúc còn thời Phật có lúc 3 tháng trời Đức Phật đói, ăn thức ăn của con ngựa. Ăn thức ăn của con ngựa quý vị. Lý do tại sao? Lý do là cái ông này, ông thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về ở đó 3 tháng hạ ông cúng dường. Mà quý vị biết không, dễ thương gì đâu á, quên mà quên luôn Đức Phật và Chư Tăng, quên trong 3 tháng luôn. Mà gặp cái lúc đó là, trong cái lúc đó là người ta là khó khăn, không có cái gì hết để mà cúng hết. Cuối cùng những cái người thương buôn á, người ta đi người ta có thức ăn của con ngựa, Đức Phật ăn trong 3 tháng. Cũng một lý do rất đơn giản là quên đó quý vị. Mà nghiệp của Đức Phật trong tiền kiếp á. Có lần Đức Phật thấy một cái người tu á, rồi người ta cúng dường những cái gạo á, rất là ngon cho cái vị đó ăn. Thì lúc này là Đức Phật tiền kiếp là một anh thanh niên mà trời ơi, ông Sa Môn đó, ông ăn thức ăn của con ngựa được rồi, ăn cái loại gạo ngựa ăn được rồi, đâu có ăn cái loại gạo ngon đó làm chi. Có một câu vậy thôi đó, nhỏ à, đói trong 3 tháng, sợ chưa đó. Cho nên coi chừng những cái điều nho nhỏ của mình đến lúc nó trổ đó nha. Ampabali quý vị biết là một cô kỹ nữ thời Phật, cô đẹp dữ lắm. Cô là, nhưng mà cô ngắt cái nghiệp làm kỹ nữ. Có một lần á, trong một lần cô đi cái đoàn Tỳ Kheo Ni đi, có một người khạc đàm á quý vị. Có một người khạc đàm mà cô không có thích. Cái cô mới nói là ý là cô xúc phạm, cô nói là đồ kỹ nữ, chỗ này mà cũng khạc nhổ được nữa. Mà cô xúc phạm đúng ngay cái vị Tỳ Kheo Ni là bậc thánh luôn. Nhiều kiếp sinh ra làm toàn kỹ nữ không? Tới thời Đức Phật vẫn làm kỹ nữ. Rồi có một kiếp á, sinh ra thấy cái cảnh nó khổ quá, thôi nguyện cho con kiếp nào né được bụng mẹ thì né. Cho nên kiếp thời Đức Phật thì sinh ra sinh dưới gốc me. Ampabali là người sinh dưới gốc me. Quý vị thấy lại không? Có nghĩa là có một số vài trường hợp rất là đặc biệt là sinh ra không cần điều kiện của sinh học gì hết trơn. Mình phải có cha có mẹ này kia mới sinh ra. Nhưng có những trường hợp đâu đó là sinh ra tự nhiên sinh ra vậy đó. Cái này hơi khó tin đúng không? Thì Chư Thiên là sinh ra như vậy đó, Ngạ Quỷ là sinh ra như vậy đó. Ngạ Quỷ mà xuống làm Ngạ Quỷ là sinh ra, hoặc là Chư Thiên là sinh ra như vậy đó. là hóa sanh, không cần những điều kiện của sinh học. Cũng bởi vì những câu nói như vậy đó. Quý vị thấy, để nhắc mình cái gì? Nãy giờ thầy kể mấy câu chuyện như vậy để nhắc cho quý vị là chúng ta trong cuộc sống đời thường có những điều nó nho nhỏ vậy thôi mà mình không có thấy. Mà chính cái không thấy đó nó để lại cho mình cái đại nạn. Thầy có đọc một câu thơ của Du Tử Lê. Cái câu này thầy thích lắm quý vị. Bữa nào thầy giảng thành bài Pháp luôn. Hôm nay nói chút xíu trong cái bài này. Cái câu thơ đó là: vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng 2. Nghe lại giùm thầy nha. Vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng 2. Tức là mình cắn người ta một cái từ tháng 12 mà qua tháng 2 nó mới bầm. Ý là đại ý nghĩa đen là vậy đó. Cái nghĩa ở đây là gì quý vị? Tức là cái vết răng cắn từ tháng 12 mà tháng 2 mới thấy bầm. Ý muốn nói hai ý chính. Có những người trong cuộc sống á, mình thương người đó dữ lắm, mình quý người đó dữ lắm, mà người ta không có biết. Mình lo cho người đó dữ lắm, mình chăm sóc cho người đó dữ lắm, mọi cái đẹp lắm mình dành cho người đó mà người ta không có biết. Đến mấy năm sau người ta mới biết. Hoặc nhiều khi là đến cuối đời người ta mới biết. Hoặc đến lúc nước đã qua cầu, cái gì ván đã đóng thuyền rồi mới biết. Có nghĩa là có những chuyện á, người ta không biết, đến lúc mà xong chuyện rồi mới biết. Tức là vết răng tháng chạp mà dấu bầm đến tháng 2. Người ta đâu có biết đâu, mình thương dữ lắm người ta không biết. Rồi cũng một ý nữa là mình ghét người ta dữ lắm, hoặc là người ta ghét mình dữ lắm mà mình đâu có biết. Mình cứ tưởng là người ta thương mình. Đến lúc vỡ chuyện ra rồi sao? Ôi ôi, cuộc đời là vô thường. Lúc đó mới vỡ mộng. Nhà thầy nói cái ý đầu trước nha. Quý vị có nhớ câu chuyện người thiếu phụ Nam Xương không? Nhớ chuyện người thiếu phụ Nam Xương không? Khi mà chồng đi lính đó, đi chinh chiến đó, ở nhà nuôi con. Ở nhà nuôi con mà bây giờ là đứa con nó không có chịu ngủ thì cô ta mới dỗ con sao? Là cô ta mới có cái bóng, giả làm cái bóng, nói cha con đó, rồi con ngủ đi, cha con thăm con đó. Thì đứa bé nó chịu ngủ. Sau này khi mà anh ta đi về thăm nhà, quý vị biết không? Dỗ đứa bé, nó không chịu, nó phải có cha nó, ông không phải cha nó, người này không phải cha nó. Cha nó cứ tối giờ đó xuất hiện đó. Quý vị biết anh ta hiểu lầm, tưởng ở nhà vợ mình nó không có chung thủy. Từ đó đến cái ngày giỗ, ngày lễ gì đứng trước bàn thờ gia tiên, anh ta không cho vợ mình đứng nữa. Chẳng khác nào là không chấp nhận người vợ này. Cứ nói anh ta không nghe. Thương chồng biết bao nhiêu, nói anh ta không nghe. Cuối cùng cô ta uất ức quá, cô ta làm gì? Tự tử chết luôn. Khi mà chết rồi thì có một lần anh ta chăm cái đứa con đó, cái bóng của anh ta đó. Thì đứa con nó mới nói: dạ, cha của con kìa. Thì lúc này anh ta mới biết là vợ mình đó là lấy cái bóng của người vợ để nói đó là người cha để lo cho cái đứa con. Thương biết bao nhiêu, phải không? Nó vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng 2. Nó thương chồng mình như vậy đó, lo cho con, lo cho chồng như vậy. Mà khi hiểu chuyện, xong việc rồi. Khổng Tử đó quý vị, ông có một người đệ tử rất là nổi tiếng là Nhan Hồi. Hôm đó Nhan Hồi mới đi ngang một cái chợ quý vị. Cái ông này ông bán trái cây. Một trái là 8 đồng, một trái là 3 đồng. Mua 8 trái là bao nhiêu đồng quý vị? Một trái 3 đồng, 8 trái nhiêu? 8 trái 24 đồng, dễ tính đúng không? Mà cái ông mua, ông biết ông bị bệnh gì, ông nói 8 trái 23 đồng. Rõ ràng 24 mà ông cứ nói 23. Ông chủ nói 24, ông này nói 23. Cãi qua cãi lại. Nhan Hồi lúc này làm quan, mới tới thấy cái chuyện đó. Mới tới nói là 8 trái, 1 trái 3 đồng, 8, 24 chứ 23. Không phải chuyện của ông, nhiều chuyện. Nói luôn Nhan Hồi mà trong khi Nhan Hồi làm quan á. Cuối cùng cái ông mua, ông tức quá, ông nói được rồi. Tôi nói 8 trái, mỗi trái 3 đồng là 23. Ông cá cái gì với tôi không? Ông Nhan Hồi ông thấy ông đúng mà, ông nói muốn cá gì cá à? Rồi tôi cá với ông nha. Nếu 8 trái này là 23 đồng, nếu đúng 8 trái là 23 đồng, ông phải mất cái áo quan của ông nha. Còn nếu đúng 8 trái là 24 đồng, tôi mất mạng tôi luôn. Cá luôn mà bây giờ để ai là người làm chứng cho việc này? Tới gặp Đức Khổng Tử. Khổng Tử là thầy của Nhan Hồi. Kéo nhau tới Đức Khổng Tử làm chứng, giống như làm trọng tài vậy đó. Kể hết câu chuyện ra. Vậy thưa ngài, bây giờ 8 trái là nhiêu? Khổng Tử nói 8 trái 23 đồng. Khi mà nói 8 trái 23 đồng thì chuyện gì quý vị? Nhan Hồi mất luôn cái áo quan, bỏ cái mũ quan luôn. thì thương thầy, thương lắm, kính thầy lắm, nhưng mà buồn thầy lắm. Nghĩ tại sao thầy mình lại vậy không biết. Thế là buồn quá, ngày mai chào thầy đi về quê. Trước lúc chào là Khổng Tử biết rồi. Khổng Tử mới nói: con, ngàn năm cổ thụ chớ nấu thân, sát nhân chưa rõ chớ động thủ. Tặng cho người học trò hai câu đó. Ngàn năm cổ thụ chớ nấu thân, sát nhân chưa rõ chớ động thủ. Thì khi mà trên đường Nhan Hồi đi về quê á, thì có một cái cơn mưa lớn quá. Nhan Hồi mới tới một cái gốc cây cổ thụ để núp mưa. Thì khi mà núp mưa sực nhớ đến cái câu của sư phụ mình: ngàn năm cổ thụ chớ nấu thân. Nghe vậy xong giận, buồn thì buồn sư phụ, nhưng mà biết là sư phụ mình tuyệt vời lắm mới đi, không có đứng ở trong gốc cây này. Vừa đi ra một chút, quý vị biết chuyện gì, sét đánh cái gốc cây đó, không là mất mạng rồi. Thầy cảm ơn sư phụ. Đi về quê đâu có báo cho gia đình biết đâu, đâu có báo cho vợ biết đâu. Thì tới cái phòng của mình, qua cái cửa bên ngoài, nhìn vô trong, quý vị biết chuyện gì, thấy trên cái giường của vợ mình có thêm cái bóng ở trong nữa. Giận quá quý vị, vừa định cầm cái kiếm đi vô giết luôn cả vợ mình luôn, giết luôn cái người đó luôn. Thì sực nhớ lời sư phụ: sát nhân chưa rõ chớ động thủ. Sát nhân chưa rõ chớ động thủ. Thế là từ từ mở cửa ra coi chuyện gì ở trong. Ai ngờ em gái của Nhan Hồi, vợ mình ở quê buồn, kêu em gái mình qua ở nghỉ chung. Thế là lúc này Nhan Hồi mới sực tỉnh rồi. Nhờ câu nói của sư phụ mà cứu người vợ, cứu em gái và cứu luôn cả cái mạng của Nhan Hồi luôn. Ngày hôm sau mới lên gặp thầy, cảm ơn thầy. Gặp Đức Khổng Tử: con cảm ơn thầy, nhờ thầy nó mà cứu ba mạng người. Nhưng mà thầy cho con hỏi, con cũng giống như con còn ức quá. Tại sao một trái 3 đồng, 8 trái mà thầy nói có 23 đồng? Thương thì thương, kính kính, nó biết sư phụ mình trí tuệ vậy đó. Nhưng mà sao ức cái chuyện này quá đi. Cái Khổng Tử mới hỏi nè: vậy nếu như thầy nói 8 trái là 24 đồng thì sao? Nếu thầy nói 8 trái là 24 đồng thì sao? Thì người kia mất mạng. Thầy nói 8 trái 23 đồng thì con mất cái áo quan. Con thấy cái mạng người quan trọng hay cái áo quan con quan trọng? Quý vị hiểu ý ở đây là gì? Cái người thầy thương học trò không? Thương chứ. Chẳng lẽ con làm quan con không tôn trọng mạng sống của một người? Mà người học trò không có hiểu. Vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng 2. Giờ đó mới hiểu quý vị. Trong đời thường của quý vị, có những lúc quý vị thương một người nào lắm đúng không? Nói người ta có nghe không? Không. Khi mà hiểu ra đôi lúc chuyện nó trễ rồi. Đức Phật của mình đó quý vị. Quý vị có nhớ khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn á, ai cũng buồn hết á. Phật tử, chư Tăng, chư Thiên cũng buồn. Có thể nói ngày đó là ngày đau buồn nhất của cuộc đời. Vậy đó quý vị, mà có một vị vui, khỏe. Gautama mất rồi. Từ nay trở đi không ai rầy la mình nữa, không ai quở mắng mình nữa, không phải khép nép này kia nữa. Vị đó vui. Tới ca ngày Ca Diếp quý vị. Tại sao như vậy? Tại vì khi mà cái vị này trước khi đi tu, đây là một người tu luôn đó quý vị. Trước khi đi tu á, cái vị này là một người làm cái thợ hớt tóc. Đi tu với hai người con nữa, cũng làm thợ hớt tóc luôn. Ngày mai nghe Đức Phật về cái vùng đó thì ông ta mừng quá. Ông ta muốn làm những cái phần cúng dường trai tăng lên Đức Phật và quý thầy. Nhưng mà lúc đó chư Tăng đâu có giữ tiền đâu. Cho nên chiều hôm đó ông mới mời mọi người lại hớt tóc miễn phí. Tuy nhiên Tỳ Hỷ đó, đại ý là quý vị hớt tóc xong, quý vị Tỳ Hỷ xong rồi gom cái tiền ở đó để mà nấu một cái phần cúng dường trai tăng rất là ngon, rất là trang trọng để ngày mai cúng dường Đức Phật và chư Tăng. Đối với mình như vậy là quá tốt không? Quá tốt đúng không? Nhưng mà ngày mai cúng lên Đức Phật, Đức Phật không hoan hỷ, Đức Phật rầy. Đức Phật nói thầy bỏ xuất gia đi tu mà thầy còn làm như vậy, việc nấu nướng này, đại ý cái việc đó là của cư sĩ, Phật không có muốn người tu như vậy. Thì quý vị biết khi Phật rầy rồi đó nha. Xong giận Phật luôn. Giận Phật luôn, tu thì vẫn tu nhưng mà theo ngoài Ca Diếp chứ không theo Phật nữa. Cho nên khi Phật mất nói câu đó đó. Đó cho nên Gautama mất rồi khỏe. Quý vị thấy không? Đời thường có những cái ân tình, có những cái điều cao đẹp dành cho mình ít biết lắm, đôi lúc mình quên quý vị. Hai vợ chồng già rồi đi lượm rác quý vị. Chứ ngồi trước cái nhà, ngồi nói chuyện với nhau, nghỉ ngơi lấy cái bánh ra ăn trước khi đi về nhà ngủ. Thì tại vì cái nguyên cái dãy nhà đó là người ta tắt đèn rồi. Thì ông chồng á cũng vừa định đưa cái tay tắt cái đèn cái. Người vợ mới nói: anh ơi, anh khoan tắt đèn cái đã. Anh nhìn qua camera kìa. Thì nhìn qua camera thấy hai vợ chồng già ngồi ngoài á. Thế là hai vợ chồng ngồi đó ăn cái bánh xong xuôi rồi đi, không biết rằng có một người ở phía sau âm thầm đợi mình đi mới tắt đèn. Đâu có biết đâu. Anh ta cuộc sống mưu sinh ngủ bờ ngủ bụi, bữa đó nằm đó xong có con rắn bò tới chuẩn bị cắn, có một người cứu anh ta. Tỉnh dậy anh ta cũng không biết rằng mình vừa được cứu mạng, cũng không biết. Ân tình cuộc đời dành cho mình nhiều vậy đó quý vị. Rồi có khi mình thương mình đâu có thấy đâu. Còn bây giờ thầy nói cái vụ ghét mình mà mình đâu có thấy, mình tưởng thương. Nói cái này mới nhột. Em thấy chị đẹp không? Ví dụ hỏi câu đó đi. Em thấy chị đẹp gần giống bà nội của em. Rồi là hiểu luôn rồi đúng không? Đúng, mình nghe qua em thấy chị đẹp là thấy vui rồi. Nhưng mà thấy gần bằng bà nội của em. Ví dụ lâu ngày mình gặp người đó, em chào chị chưa chết hả? Trời ơi, nghe câu đó nhiều khi mình nói chị chưa chết, cái sực tỉnh lại, trời, nó cầu mình chết thì sao á thôi. Ví dụ mình nhìn lâu lâu mình gặp một người phải không? Mình lắc đầu, than ôi thời anh liệt nay còn đâu. Là mình biết ý muốn nói gì. Là người này là qua cái thời đỉnh cao rồi, sao bữa nay già dữ vậy. Ví dụ như quý vị thấy một người nhan sắc tuyệt vời, nhan sắc đẹp quá cỡ thợ mộc, nhan sắc đẹp quá tiêu chuẩn loài người đi, tôi nói ví dụ vậy đi ha. Cái lâu này bữa nào mình gặp nói trời lúc trước là nhan sắc của chị là chim sa cá lặn, bây giờ nhìn nhan sắc của chị là cơm chiên cá mặn rồi. Là mình biết làm sao. Cạc khịa mình, nói xấu mình, nhiều lúc người ta nói xấu mình chưa kịp nghĩ đó quý vị. Ở đây á, chúng ta hay có một cái tâm lý như vậy nè. Là cái ngày mà mình thương một người nào đó, mình nghĩ rằng là sao? Mình mong người đó là tri âm, là tri kỷ, là đi chung với mình hết đoạn đường, đúng không? Nhưng rồi quý vị, không phải vậy. Người mình thương hết bao nhiêu đó, đến lúc nào đó chúng ta cũng phải nhận ra một điều thôi. Anh có con đường của anh, em có con đường của em, chị có con đường của chị. Sự thật nó là như vậy. Cái ngày mình thương thì mình thấy cái gì nó cũng ok hết á, phải không? Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, phải không? Rồi có nghĩa là khi mình thương rồi là thương luôn con đường. Ví dụ như đường về nhà em ổ gà, anh về quê chăn gà. Đường nhà em ổ vịt, anh về quê chăn vịt. Đường nhà em có hoa giả quỳ, anh về trồng hoa quỷ già. Đó, thưa quý vị, là có nghĩa là cái ngày mình thương rồi, ban đầu nó vậy đó. Và ở đây á, thưa quý vị, là có một cái câu thơ là anh đứng đợi em trên cầu, anh đợi em trên cầu, đứng một ngày đất lạ thành quen, đứng một đời đất quen thành lạ. Rất là lạ vậy. Anh đợi em trên cầu, đứng một ngày đất lạ thành quen. Có nghĩa là mới quen rồi, mới quen dù có một ngày thôi, thương một ngày thôi, cái gì cũng được hết trơn á. Nhưng mà đứng một đời thì đất quen thành lạ. Đứng một đời thì ra mới hiểu là thì ra là bữa giờ mình thương cái bóng của người đó thôi. Nó khó như vậy quý vị. Vào thời Phật có một anh công tử đi tu, nhà giàu vô cùng, giàu dữ lắm. Mà anh á, muốn đi tu cha mẹ không cho, mà anh quyết anh đi tu. Thì cha mẹ mới sắp xếp những cô gái vô quyến rũ để anh đừng có tu nữa. Thì quý vị biết hôm đó một chút nữa là anh bỏ tu, anh hoàn tục rồi. Thì mới tới tay Đức Phật. Đức Phật kể một câu chuyện như thế này, thầy kể lại cho quý vị sốc nè. Đức Phật kể là trong quá khứ anh là một anh thanh niên đi học việc thôi. Đi học việc và học cho xong cái người thầy đó mới gả luôn đứa con gái cho. Và cuộc sống cũng hạnh phúc lắm. Hôm đó trên cái đường về quê đó thì gặp một cái đám cướp. Nó chặn lại nó cướp. Thì trong cái đám cướp anh ta cũng giỏi võ lắm. Anh ta đánh gần như thắng gần hết các tên cướp. Cuối cùng còn cái tên đầu đảng, anh ta, cái người chồng và cái tên cướp đánh với nhau cân bằng. Thì trong một cái thế giằng co như vậy quý vị, thì anh ta thấy người vợ có cái kiếm đó, nói em đưa cái kiếm cho anh. Quý vị, một câu chuyện nó lạ kỳ. Cô ta cầm cái kiếm lên, lúc đó không biết làm sao đứng hình trước cái tên cướp luôn, đưa cái kiếm cho tên cướp, giết luôn chồng mình. Câu chuyện xảy ra, giết luôn người chồng. Mà sau đó tên cướp lấy cô gái về, xong rồi bỏ luôn cô đó sau này. Thì Đức Phật mới nói con coi, một con có gặp Phật nè, con gặp các vị hiền thánh nè, con gặp bạn nè, con được làm nam nhân, mọi chuyện của con thuận duyên hết. Vậy mà con định bỏ hết để con theo một người con gái trước kia đã giết con thê thảm như vậy sao? Cuộc sống nó có những điều lạ lắm. Không phải là nói xấu như người này người kia, mà chúng ta thấy rằng cuộc sống nó có những điều mình học Phật Pháp mình mới biết dễ bị sốc lắm. Mà đó là sự thật, chúng ta phải chấp nhận từ từ. Trong đó có những lỗi lầm, những cái việc nho nhỏ thôi mà là điều xấu, nó có thể ảnh hưởng thành một cái đại nạn. Trong đó có những điều nhỏ thôi mà là điều thiện, lâu ngày nó cũng trở nên điều tốt đẹp. Qua cái bài pháp này, đại ý thầy kết thúc lại ở đây là đại nạn từ những điều bé nhỏ. Thầy mong quý vị cẩn thận từng những điều nhỏ nhất có thể ở thân, ở khẩu, ở ý của mình. Trong bài pháp này chủ yếu là thầy kể chuyện để quý vị thấy ra một vấn đề là những cái việc nho nhỏ trong đời thường nó có ảnh hưởng chứ không phải là không có ảnh hưởng. Thì điều thiện cũng vậy, nếu điều thiện nhỏ nhất có thể làm, chúng ta cũng ráng tranh thủ đừng có bỏ. Xin cảm ơn quý Phật tử. Mô Phật. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.